Kính chào anh chị, hiện tại vẫn còn rất nhiều các anh chị nhà đầu tư đang nắm những cổ phiếu DXG, Cell, Novaland, PDR, DXG, SS, VND hay là SSI đang bị lỗ và các anh chị nhà đầu tư cũng đang rất là phân vân liệu là có nên tiếp tục gồng lỗ nắm giữ tiếp hay không hay là bán đi. Nếu như không bán thì các anh chị nhà tư đang cảm thấy là càng ngày nó lại càng giảm hoặc là thị trường tăng thì nó cũng không tăng được bao nhiêu nhưng mà nếu như bán thì lại sợ rằng là bán xong cổ phiếu sẽ hồi phục và bật tăng thì trong video ngày hôm nay Tùng Lê sẽ phân tích về lý do các anh chị nhà tư chúng ta nên bán một cách dứt khoát và cắt lỗ đối với những cổ phiếu này thì đó là những lý do nào thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay các anh chị nhé Dạ vâng thì em cũng xin được kính chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT. Ok thì trong cái video tuần trước ạ, trong video tuần trước là cái ngày mùng 7 tháng 7 thì Tùng Lê cũng có làm một video là lý do nên bán hết tất cả những cổ phiếu DXG, Cell, Novaland, PDR, DXG, SSS, VND và VX ở đây. Thì các anh chị nhà đầu tư cũng thấy được một cái quan điểm rất rõ ràng của Tùng Lê đó là những cổ phiếu này đều là những cổ phiếu yếu. Và các anh chị thấy được là ở đây có 5 lý do mà Tùng Lê cũng đã đề cập tức là những cổ phiếu này là những cổ phiếu cần phải bán dứt khoát. Đặc điểm của những cổ phiếu cần bán dứt khoát đó là đó là những cổ phiếu yếu, nhóm ngành không ủng hộ, không có dòng tiền vào, rơi không thanh khoản, rất nguy hiểm và chôn vốn là một điều cực kỳ nguy hiểm đó thì các anh chị có thể thấy được là trong uh, những cái cổ phiếu mà Tùng Lê có đề cập thì hai nhóm ngành đó chính là thuộc hai nhóm ngành yếu kém nhất của thị trường trong đoạn này đó chính là nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán và gần như trong hai nhóm này thì mỗi nhóm chỉ có được một hai cổ phiếu nào đó thôi là nó thể hiện được sức mạnh uh, tốt hơn so với nhóm ngành cũng như là nó có sức mạnh tốt hơn so với thị trường còn lại thì đa phần các cổ phiếu trong hai nhóm này đều có một trạng thái nó rất là yếu và Ờ, chính những gì mà Tùng Lê cũng đã có phân tích và cũng là cái minh chứng trong suốt một tuần qua tức là dù thị trường của chúng ta có điều chỉnh có hồi phục thì gần như những cổ phiếu này nó không hồi phục được bao nhiêu cả Đây ạ các anh chị thấy từ ngày mùng 7 tháng mùng 7 tháng 7 đó tức là vào ngày thứ bảy chủ nhật thì cái cái phiên mà gần nhất đó là phiên ngày mùng 5 tháng 7 thì các anh chị thấy được là gần như là cổ phiếu này nó không hồi phục được bao nhiêu DIG này DXG này thậm chí là từ ngày mùng 5 tháng 7 thì cổ phiếu DG còn tiếp tục giảm nữa hoặc là sell thì hồi phục được một cây nhưng sau đấy cũng không thể nào mà tăng tiếp được đúng không ạ? Uh, Novaland đúng không ạ? Không tạo ra được một đà tăng nào cả đáng kể trong khi rất nhiều các cổ phiếu trên thị trường hồi phục rất là tốt đúng không ạ? Hoặc là thí dụ như là PDR, SHS, uh, SSI, rồi là VND, VX đúng không ạ? Thì tất cả những cổ phiếu này đều có một trạng thái giống nhau đó là gần như trong suốt giai đoạn vừa qua. Các nhà đầu tư cứ cầm nắm là lỗ cầm nắm là rất khó chịu thị trường hồi phục nó cũng không hồi phục được bao nhiêu và thị trường giảm thì nó lại là những cổ phiếu giảm đầu tiên trong khi các anh chị thấy có thể thấy được thí dụ như là cũng một tuần vừa qua các anh chị thấy những cổ phiếu nó khỏe hơn như là mbs đúng không ạ chỉ có một tuần thôi mà những cổ phiếu này nó tăng bao nhiêu ạ nó tăng lên tới là hơn 10% hoặc là thí dụ như là uh, vds đó hoặc là thí dụ như vgs là những cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường thì chỉ trong một tuần vừa qua thôi những cổ phiếu này nó tạo, đã tạo ra được những mức tăng lên tới từ 10 đến 15% thậm chí có những thời điểm là tăng lên tới là 20% đó thì đây chính là những lý do mà Tùng Lê đã có phân tích rất kỹ cho các anh chị là các anh chị bán sớm ngày nào thì hay ngày đó các anh chị nhá bởi vì đây là những cổ phiếu mà nó yếu kém hơn thị, thị trường rất là nhiều và kể cả trong dạng tới khi thị trường của chúng ta đi ngang hay là có nhiều điều chỉnh các anh chị sẽ luôn nhận thấy được một điều đó là khi thị trường điều chỉnh thì những cổ phiếu yếu kém nó sẽ là những cổ phiếu mà nó điều chỉnh đầu tiên. Nhưng khi thị trường hồi phục thì nó lại không hồi phục được bao nhiêu cả. Đó đây là một cái minh chứng rất rõ. Thí dụ như ngay kể cả như là các anh chị thấy được là cổ phiếu MBS nó cũng bị điều chỉnh chung theo thị trường trong dịp vừa qua. Nhưng mà sao ạ? nó đã lấy lại được toàn bộ và trong một tuần vừa qua nó đã tăng rất là mạnh. Đó hoặc như là VGS đúng không ạ? Rất nhiều các cổ phiếu khác hoặc là thiếu nhưỡng VOS. đúng không ạ? Trong 1 2 tuần vừa qua nó tăng cực kỳ mạnh lên tới tạo ra đã tăng lên tới là 20%. Đó là lý do vì sao mà uh, trong room khách hàng của Tùng Lê cũng như phương pháp của Tùng Lê sẽ luôn tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất, những cổ phiếu có dòng tiền mạnh nhất. Các anh chị có thể thấy thí dụ như là ngày 4 tháng 7, Tùng Lê phân tích là kế hoạch giao dịch ngày 5 tháng 7, chúng ta vẫn mua một cách bình thường, đúng không ạ? Vẫn mua một cách bình thường và điểm cho các anh chị đều là những cổ phiếu mạnh nhất. thiếu dụ như VOS, HVN, MBS, VGS thì các anh chị có thể thấy trong một tuần vừa qua là những cổ phiếu này nó đã tăng lên tới là có những cổ phiếu tăng đến 15 20%. Đó trong khi thì những cổ phiếu yếu kém kia thì nó không tạo ra được đà tăng nào cả. Do đó thì đây chính là những cái quan điểm và đây là chính là những lý do mà các anh chị nhà tư chúng ta hãy nhanh chóng bán một cách dứt khoát một cách quyết liệt. Và các anh chị đừng lo lắng cái chuyện là những cổ phiếu này sợ bán xong nó sẽ hồi phục bởi vì những cổ phiếu nó lại yếu kém như là dạng là đích sale Novaland kể cả sale các anh chị nhá. Kể cả sale thì những cổ phiếu này muốn tăng được thì sẽ cần phải có một nhịp tích lũy ít nhất là từ 1 đến 3 tháng, thậm chí là theo như cái góc nhìn của Tùng Lê thì ít nhất phải là 3 tháng thì nó mới tạo ra được một cái đà tăng. Và thậm chí là có những trường hợp là những cổ phiếu này, những nhóm ngành này nó sẽ cần phải tích lũy lên tới từ 3 đến 6 tháng thì mới tạo ra được một đà tăng. Trong khi cùng giai đoạn đó nếu như các anh chị nhà, nhà đầu tư mà chúng ta Ờ, chúng ta bán cắt lỗ hoặc là các anh chị cơ cấu sang những cổ phiếu khác thì hoàn toàn là tài khoản của anh chị có thể về bờ được ngay nếu như các anh chị tập trung vào đúng những cổ phiếu đúng không ạ rõ ràng thì những cổ phiếu như vừa rồi các anh chị có thể lỗ năm 10 15 mà các anh chị vào được những cổ phiếu như Tùng Lê vừa có điểm cho các anh chị dụ như VOS VGS đúng không ạ hoặc là MBS thì bây giờ có khả năng là các anh chị nhà đầu tư chúng ta đã về bờ được trong khi những cổ phiếu vừa qua các anh chị thấy được là thị trường hoặc là những nhóm cổ phiếu này nó hồi phục được một phiên thí dụ như là đích đúng không ạ hồi phục được một phiên ở uh, phiên ngày mùng 11 tháng 7 thì sau đấy là nó bị bán gần như là hết lại cái đà tăng đó sell thì khá hơn một chút đúng không ạ khá hơn một chút thì cổ phiếu này tăng được 7% hôm sau cũng điều chỉnh 2% nhưng đây nó là những cái điểm bán chứ không phải điểm mua hoặc là thí dụ như là uh, DXG Novaland gần như là đều bị bán ngược lại hết cái cây tăng ngày trước đó Do đó thì với những cổ phiếu yếu như thế này thì chúng ta đừng có các anh chị không cần phải tiếc nuối là liệu có sợ bán xong nó hồi không bởi vì những cổ phiếu này có hồi được nó cũng không hồi phục được bao nhiêu cả và nó sẽ khiến cho anh chị phải chôn vốn trong một thời gian rất là dài trong khi nếu như các anh chị nhà tư chúng ta tập trung vào những cổ phiếu khỏe thì hoàn toàn chúng ta có thể sinh lời và có thể về bờ được sớm hơn rất nhiều so với việc là các anh chị nhà tư chúng ta cứ cầm nắm những cổ phiếu như thế này các anh chị nhé và hôm nay là ngày 14 tháng 7 một lần nữa tùng lê đưa ra một lời khuyên dành cho các anh chị đó là các anh chị hãy bán một cách dứt khoát bán cắt lỗ một cách dứt khoát với tất cả những cổ phiếu mà tùng lê vừa có điểm cho các anh chị bao gồm là dick uh, dxg sell novaland pdr uh, SHS, shs ssi vix hay là vnd đúng không ạ vnd đều là những cổ phiếu rất yếu kém của thị trường thì chúng ta không có điều gì mà chúng ta cần phải tiếc nuối đúng không ạ rõ ràng là thị trường tăng nó cũng không tăng mà thị trường giảm lại giảm đầu tiên nó hồi phục được một cây xong là lại bị bán hết thì có điều gì mà chúng ta phải tiếc nuối đâu đúng không ạ đó do đó thì một lần nữa tùng lê tiếp tục đưa ra một cái khuyến nghị đó là các anh chị nhà tư chúng ta hãy bán một cách dứt khoát và chúng ta không cần phải lo lắng cái việc là cổ phiếu sẽ hồi phục bởi vì nó sẽ không hồi phục được bao nhiêu cả trong cái giai đoạn mà thị trường đi ngang các anh chị có thể thấy là trong giai đoạn thị trường đi ngang thì những thời gian vừa qua tùng lê đã ra rất nhiều video và khuyến nghị cho các anh chị rất nhiều những cổ phiếu tăng tốt đấy ạ ví dụ như là ở trong một cái video đó là đây cổ phiếu này sẽ chuẩn bị chạy mạnh từ 20 đến 30 phần trăm các anh chị có thể thấy được bốn cổ phiếu mà Tùng Lê có khuyến nghị, thí dụ như vgs đúng không ạ, vgs hoặc là thí dụ như là vos Đấy ạ thì nó đã tạo ra được mức tăng rất là tốt rồi, cho nên là các anh chị nhà đầu tư chúng ta cũng không cần phải quá tiếc nuối các anh chị nhé. dạ vâng, thì ngoài ra nếu như các anh chị nhà đầu tư chúng ta muốn nhận được thêm những sự tư vấn về cơ cấu danh mục hoặc các anh chị nhà đầu tư chúng ta muốn tham gia vào room tư vấn vip của team Tùng Lê Ezt thì các anh chị có thể nhắn tin cho Tùng Lê qua số zalo tại màn hình các anh chị đang xem, xem thì sẽ được Tùng Lê hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia hoàn toàn là miễn phí các anh chị nhé. Rồi dạ vâng, uh, Tùng Lê thì cũng xin được kết thúc video tại đây và kính chúc quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ có một thời gian tới uh, giao dịch một cách hiệu quả hơn các anh chị nhé.